chào mừng bạn đến với series thứ hai của Nam Khánh TV, được đặt tên đó chính là của Nam Khánh Galaxy mới đúng, đấy là tên kênh YouTube cũ. Đó chính là bóng đêm sớm chiều trái đất tập 1. Thôi không biết chế thuốc nào ta. Chết rồi. Mấy cái thuốc tơ bóng tớ nó bắt đầu thoát ra rồi. Ta sẽ châm chiếm thành phố. Ta sẽ châm chiếm tất cả các bọn tớ. Còn bây giờ mấy quân lính bóng tối của ta, hãy đừng có vấn cho ta. Đừng mà, mấy người lại. Đây là đâu vậy? Đau quá. Hả? Mấy cái con gì mà sao chui vào nhau ấy? Nhìn nó đáng sợ quá. Ở kia có một thùng đạn và hai khẩu súng. Thôi, lấy hai khẩu súng bắn nó mới được. Nó kinh dị quá. Chắc là sinh vật nguy hiểm đấy mà. Vẫn phải cái gì vậy? Cái một cái đâu. Đi thôi là đi, nhưng mà đây là cái nhà nào mà bị vỡ tát rồi ta. Hả? Có một chiếc xe, mình có thể lấy chiếc xe này để tung mấy con kia cái để tung mấy con kia á. Nhưng mà với cả mấy con kia là mấy con gì mà sao nhỉ, kỳ lạ dữ ta, mình cũng không biết nữa. Rồi đi đến cái xe thôi. Lái thôi. Họ tôi giờ là tôi còn sống sót rồi. Châu Hằng có nhiều kinh nghiệm nhé. Cái con kia thì được bọn kia rồi. Thôi, vào trên kia, tấn công. Chết rồi, đang phá cái xe rồi. Chết rồi, mấy chúng nó phá xe rồi, chết rồi. Chạy đuôi, chạy càng nhanh càng tốt. Ở kia có một cái thùng, bắn lại. Mới còn muốn thoát được rồi. Tôi sẽ giải cứu cho cậu rồi đó. Cảm ơn nha bạn. Xong cái gì? Còn bây giờ video của tôi đến đây kết thúc rồi. Ai thích video này của tôi đừng quên comment xuống phía dưới. Và ai muốn biết danh tính thật sự của tên đã giúp nhân vật chính, mà quên, nhân vật chính tên là Vanika nha. Muốn biết danh tính của hắn thì hãy like và subscribe để có tập thứ hai của series bóng tối xâm chiếm nhé. Còn bây giờ thì bye bye.